Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với Hành Trình Bình Phước. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình và báo Bình Phước. Trong một cái chuyến đi vô cùng thú vị như thế này thì tôi thích nghĩ là nếu mà tôi đi một mình thì sẽ rất là buồn và không hơi lẻ loi. Cho nên tôi đã alo âm thầm rủ một người bạn của mình sẽ cùng với Nguyên Khang khám phá chuyến hành trình này. Và không ai khác đó chính là diễn viên Lê Vela. Xin chào anh. Xin chào em. Lê Vela xin chào quý vị khán giả. Quý vị biết không, khi mà nghe anh Nguyên Khang gọi điện thoại rủ Lê Vela đến Bình Phước thì em đã nhận lời liền. Là bởi vì á, em được biết Bình Phước là một nơi thủ phủ của cao su nè, yêu điều. Nhưng mà quan trọng hơn hết, đây là vùng đất rất là giàu truyền thống cách mạng nữa. Bên cạnh đó, cái chỗ mà chúng tôi đang đứng đó là huyện Lộc Ninh, là điểm cuối của đường mòn Hồ Chí Minh, thì đã có tới 4 di tích lịch sử rồi. Thôi không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đường thôi. Theo quốc lộ 13, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 km, cách trung tâm thị trấn Lộc Ninh 17 km, là địa danh Tà Thiếp, nằm trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ngày trước, người dân trong vùng quen gọi nơi này là rừng Chí Phủ, chính là căn cứ của quân Mỹ và bộ tư lệnh các lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam và bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, thường gọi là căn cứ Tà Thiếp. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh chị ạ. Tụi anh đến từ chương trình Hành Trình Bình Phước thì rất là vui là trong cái chuyến hành trình đầu tiên này được gặp em. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Bùi Thị Thu Trang. Em làm việc tại di tích Tà Thiết ạ. Em làm ở đây lâu chưa Trang? Dạ, em làm ở đây được gần 3 năm rồi ạ. Trước khi mình đi tham quan thì di tích Tà Thiết có tặng anh chị 2 năm qua. À, khăn găng hả? Dạ vâng ạ. Cảm ơn em. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta cùng đi tham quan. Đi thôi. Đền tưởng niệm là do binh đoàn 16 Bộ Quốc phòng tài trợ, được khánh thành vào ngày 23 tháng 3 năm 2017 ạ. Thưa quý vị, khi đến với căn cứ Tà Thiết thì đây là điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ dừng chân để mà thắp hương cho các đồng chí lãnh đạo trong bộ chỉ huy của mình. Hiện tại thì anh chị mình đang dừng chân tham quan tại căn cứ của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, hay còn gọi là căn cứ Tà Thiết. Thì đây là căn cứ cuối cùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được xây dựng vào tháng 2 năm 1973. Với quy mô lớn mạnh nhất, thì nơi đây không những là nơi dự trữ hậu cần chiến lược, mà còn là nơi thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hiện tại bây giờ thì toàn bộ di tích có tổng diện tích là trên 3.200 hecta. Con đường mà đi vô đây á, có cái loại cây nào đặc biệt không em? Ở trong này thì có loại cây đặc biệt, đó là cây che vai và cây le. Nó đây nè anh ơi, nó nhọn lắm nè. Cây này làm trông, làm bẫy trông. Dạ. Bây giờ thì mình đang trên đường đi vào bếp Hoàng Cầm ạ. Tên Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm hồi xưa tụi anh học văn á, tụi anh có nghe đến cái bếp Hoàng Cầm trong thơ văn rồi. Nhưng mà nó không phải là tên của thi sĩ Hoàng Cầm. Đây chính là cái bếp Hoàng Cầm phải không em? Dạ vâng ạ, đây là bếp Hoàng Cầm, là nơi nấu ăn của Bộ Chỉ huy miền ạ. Ở đây có 4 cái. Em đứng em mới hình dung á, em nhìn em thấy thương á. Dạ. Chiến sĩ của chúng ta đã rất là vất vả, nếm mật nằm gai ha. Đây các bạn thấy cái lỗ tròn tròn thấy không? À dạ, đây là trên miệng, ở dưới này là phần trên mình bỏ củi xuống. Phần dưới là mình cởi cái cho ra, rồi ngồi vô đun vượt quạt để cho khói nó ra đằng này. Đây là cái lỗ đằng sau này là đường ra của khói đấy. Vậy vừa nấu ăn mà vừa phải lo quân địch nữa. Nấu ví dụ gì nè, em nấu đi, ngồi đi vậy. Đó, để cho khói nó bay đi chỗ khác. Đây là miệng của đường ống dẫn khói. Và trong quá trình đun nấu thì khói theo đường ống và đến đây thì miệng ống thì mình phủ một lớp lá cây lên đây. Trong quá trình đun nấu thì khói theo đường ống đó và đến đám lá cỏ cây này. Bị phân tán nhỏ làn khói ra. Hay quá. Dạ. Bây giờ mình đi đâu vậy em? Dạ, bây giờ mình đang trên đường vào hội trường của Bộ Chỉ huy miền. Ở hội trường này có điểm độc đáo, đó là có một cây dây leo móng bò băng ngang cái mái nhà này. Ở trước mặt mình đây là giao thông hào ạ. Ở trong căn cứ này thì các hạng mục đều có hầm chữ A nối giao thông hào để thoát hiểm ạ. Ở đây có một bức hình. Bức hình này là lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì các đồng chí trong phóng miền Nam đang ngồi nghe Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng trên sóng phát thanh. Và ba người ngồi là đồng chí Văn Tiến Dũng,
Lê Đức Thọ, Phạm Hùng ạ. Các hạng mục ở đây đều lập bằng cái lá trung quân này ạ. Không biết anh các chị mình đã có nghe về lá trung quân chưa ạ? Suy nghĩ thì trung quân là sao? Có nghĩa là một lòng hướng về vua. Cái từ trung quân có nghĩa là hướng về vua. Thì cái lá này thì anh biết là nó chỉ về một hướng duy nhất thôi. Cho nên là khi mà lợp á, người ta gọi cái này là lá trung quân. Không biết đúng không? Dạ, trung quân này là do tên bộ đội mình đặt cho. Nghĩa là trung quân ái quốc đó. Dạ, lá này thì có nhiều ở rừng miền Nam. Lá này có đặc tính là bền, dai, lâu mục, có độ bén lửa thấp. Và một mái lá như thế này là khoảng 4-5 năm mình lợp lại một lần. Tiếp theo cuộc hành trình của mình là mình đến cụm nhà các đồng chí lãnh đạo ngày xưa từng làm việc tại đây. Thưa quý vị, trong lúc mà Lebella đang ở ngoài kia thì Khang đã thử xem coi là cái hầm chữ A nối giao thông Hào này nó làm sao. Quý trong đây có gì không? Nó cũng hơi thấp thấp ẩm ẩm. Ôi nhỏ xíu à. Ôi hay quá tí xíu. Hay quá quý vị ơi, có một đường ngắn xíu à. Xong nối từ đây ra luôn cái khu vực Hào luôn. Wow. Hay nha. Anh Khang, sao tụi em vừa tới đây mà anh đi đâu vậy? Anh đi học chữ A. Anh phát hiện ở dưới mát mẻ. Ừ. Cụm nhà ở và nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo được giữ đúng tính chất đơn sơ, bài trí gọn gàng trong thời chiến. Mỗi nhà đều có một hầm chữ A nối với giao thông Hào. Duy chỉ có nhà đồng chí Phạm Hùng và Thượng tướng Trần Văn Trà có thêm hầm mái bằng. Tiếp tục hành trình cùng chúng tôi đến với điểm cuối trong chuyến du lịch căn cứ Tà Thiết quý vị nha. Điều đặc biệt của căn nhà này có điều gì nữa không Trang? Thì điều đặc biệt của căn nhà này là ở dưới này là có một hầm mái bằng. Vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là nơi làm việc được. Hầm mái bằng nối với một hầm chữ A và nối với giao thông Hào. Lý do vì sao mà Thượng tướng lại sống ở cái khu vực của người đồng bào Khmer? Dạ thì trong nhà của các vị lãnh đạo thì chỉ có nhà của Thượng tướng Trần Văn Trà là căn nhà duy nhất được xây dựng theo kiểu nhà sàn. Thì đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà ở đây để sống chung với nhân dân và được nhân dân che chở bảo vệ. Vì vậy mà mình mới đảm bảo yếu tố an toàn cho đến ngày toàn thắng. Ngoài yếu tố để ngụy trang thì còn muốn là sống chung với nhân dân để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tức là để phát huy cái sức mạnh của toàn dân. Trước kia thì đây là một sóc nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer, gọi là sóc Cà Rom, với trên dưới 10 ngôi nhà sàn. Và trước khu vực ở trước kia ở đây thì là một sóc nhỏ cũng rất là sôi động, có nhiều nhà sàn, có cây cối, sinh hoạt giống như một xóm bình thường vậy đó. Như vậy đây là cái điểm đến cuối cùng trong cái chuyến hành trình tham quan căn cứ Tà Thiết của mình đúng không em? Dạ. Em thấy sao Lebella? Dạ, em thấy trong lòng khó tả lắm, nhiều cảm xúc. Vừa cảm phục, vừa cảm phục tinh thần. Rồi với một cái không gian mà nó thiêng liêng như vậy, em cảm thấy là rất là may mắn khi mình được có mặt ở đây. Thưa quý vị, với ý nghĩa đó thì vào ngày 16 tháng 11 năm 1988 thì căn cứ Tà Thiết đã được Bộ Văn hóa xếp vào di tích lịch sử cấp quốc gia. Và đây cũng là một địa chỉ đỏ về du lịch để những du khách trong và ngoài nước tìm về để tìm hiểu thêm về những chiến tích cách mạng hào hùng của cha và ông ta. Và hôm nay thì cũng xin được cảm ơn Trang rất là nhiều bởi vì em đã là một hướng dẫn viên tuyệt vời. Thì em chúc anh chị hôm nay có chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyến hành trình của chúng tôi số đầu tiên và đừng quên đón theo dõi những tập phát sóng tiếp theo trong Hành trình Bình Phước. Nguyên Khang, xin chào và hẹn gặp lại.